Chào các bạn, chào mừng mọi người đến với Chi Chu YouTube Channel. Mình tên thật là Thu Phương nhưng mọi người hay gọi bằng nickname Chi Chu. Chi Chu làm việc ở trong ngành thời trang và đang sống giữa hai thành phố là Paris và London. Công việc hiện tại của Chi Chu là tư vấn chiến lược marketing và phát triển kinh doanh cho các thương hiệu thời trang. Công việc của Chi Chu thì phải di chuyển rất là nhiều và mình rất là may mắn khi được sống và làm việc ở nhiều nơi khác nhau. Anh, Pháp và gần đây nhất là một năm sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây thì mình thật sự không nhận thức được sự may mắn khi được sống và trải nghiệm tại nhiều đất nước và nhìn văn hóa khác nhau có giá trị đến như vậy. Mình làm kênh YouTube đơn giản chỉ muốn chia sẻ đến các bạn những hiểu biết, những kiến thức, những đam mê và cả những kinh nghiệm sống của bản thân. Mỗi video thì tôi sẽ cố gắng làm ở những vị trí khác nhau. Ví dụ như hôm nay mình đang trên con phố Portland Place ở trung tâm London. Và thật sự thì tôi đang ngồi trước bậu cửa một ngôi nhà đầy hoa typical Londoner. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp những ngôi nhà với nhiều hoa ở trước cửa như thế này ở Vương quốc Anh. Chi Chu làm video rất là ngẫu hứng với chiếc camera nhỏ bé xíu như thế này thôi, cho nên chắc chắn không thể chuyên nghiệp bằng các vlogger cực kỳ đầu tư khác được. Thế nên rất cần sự ủng hộ của các bạn. Mọi người hãy ủng hộ mình nhé, để mình lấy động lực làm thật nhiều video. Nếu các bạn thấy những chia sẻ của mình có giá trị thì hãy đăng ký kênh của YouTube của mình, chia sẻ và đừng tiếc comment cho mình nhá. Mình còn một trang fanpage và Instagram nữa. Mọi người hãy follow mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới nhé.